từng ngày dài lặng thầm trôi qua, có ai hỏi vì sao? Đời một màu buồn dần trôi qua, có ai hỏi vì sao? Còn lại một mình đời trôi qua vô vị làm sao? Ước mơ một mình mới kém vui làm sao? Chẳng còn buồn từ ngày mình coi nhau như bạn. Chẳng điều gì làm phiền chuyện tôi yêu thương bạn. Chẳng còn khoảng trời nào chỉ mơ tay quên chạm. Ném hết đi những ưu phiền kém hoa. Trà xanh không độ, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Dạ, bọn em chào anh ạ. Chào hai em. Mình chắc chắn câu tiếp theo sẽ là: anh thật đẹp trai và anh có người yêu chưa? Đẹp trai có giá thế đấy. Anh ơi, anh đang nghĩ cái gì vậy ạ? Không phải. Thôi, anh đang nghĩ là cơn gió nào lại đưa hai em đến đây mà. Thế anh có thể giúp gì cho hai em? Tin tự giới thiệu. Em tên là Hương ạ. Hương à? Vâng ạ. Còn em tên là Hoa. Hoa. Ui, Hương và Hoa, bọn em đúng là cặp đôi hoàn hảo đấy. Anh ơi, anh cũng muốn tập gym không ạ? Tập gym á? Dạ vâng ạ. Tưởng như nào, tưởng giá cả cao như nào. Kìa, khổ quá, thôi tưởng hết đâu. Thôi không cần phải hồi nữa, nói chung là tôi biết em Hương, em Hoa mời ông đi tập gym gì. Nhưng mà chưa đủ. Chứ đủ là như nào? Chứ để yên, anh hồi tưởng tiếp đây này. Dạ, sexy và show hot bên đường bên kia chính là nơi mà bọn em làm việc đấy ạ. Sexy và show hot à? Nhìn tổng thể của anh thì tầm tạm, nhưng mà soi vào từng chi tiết thì chưa ổn lắm anh ạ. Soi vào từng chi tiết á? Đúng rồi đấy ạ. Chỗ cần nở thì chưa nở, mà chỗ cần căng thì vẫn là chưa căng. Thế theo các em thì làm thế nào để vừa nở lại vừa căng? Đến với trung tâm của bọn em, anh sẽ vừa được tập lại vừa được chơi. Ôi, vừa tập vừa chơi á? Đúng ạ. Tập mệt nghỉ đi chơi ạ. Chơi chán lại tập. Nói chung là hai trong một. Vừa tập còn vừa được chơi. Thế thì tiền phí là bao nhiêu với cả huấn luyện viên không em? Bọn em có rất là nhiều gói ạ. Gói 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 10 năm. Giá là 4 triệu một tháng. Thế có huấn luyện viên chứ em? Có chứ anh. Ngày nào cũng huấn luyện chứ? Vâng ạ. Thế có mất tiền phí cho huấn luyện viên không? Dạ anh yên tâm, 4 triệu là tất cả đấy ạ. Và không phải đóng thêm một tiền phí nào nữa đâu ạ. 4 triệu một tháng, vừa tập vừa chơi, vừa có cơ hội tán gái, vừa được ngày nào cũng động chạm. Kiểu gì hai em trả đổ. Anh sẽ đăng ký chứ ạ? Đương nhiên. Nhưng hai em cho anh thời gian về để anh thu xếp. Xong rồi ngày mai hay ngày kia anh sẽ đến đăng ký luôn. Dạ vâng ạ. Bọn em rất nóng lòng đợi anh đến đấy ạ. Nóng lòng á? Dạ vâng, bọn em nóng hết cả người rồi đây. Anh nóng hết cả lòng đây. Trông bọn em nóng bỏng như này mà. Dạ tất nhiên rồi, vì bọn em là sexy and so hot mà. Ôi tan chảy. Chỉ cần đăng ký khóa học 1 tháng, sau 3 ngày tôi sẽ tán đổ một em là ít nhất. Thế nhiều là như nào? Thì nhiều là tôi tán hết. Mặc dù ấy, đến bây giờ tôi cũng chưa biết được là nên tán em Hương hay là tán em Hoa, bởi vì cả hai em đều xinh đẹp hoàn hảo như nhau. Thế mà bảo là anh đang yêu, thế chả hóa ra là anh bắt cá hai tay à? Anh không bao giờ bắt cá hai tay, bắt cá là phải bắt cả tá. Nha. Thôi ba ơi, ba tém tém lại đi ba. Đừng có để cho cái tên Sở Khanh nó gan lộ ra thêm nữa. Bà đừng cười nhỉ. Sở Khanh thì tại vì đẹp trai cho nên là thế thôi, chứ đâu có ai FA kinh niên nhưng mà... Chú nói như thế là hơi bị xúc phạm anh đấy nhá. Anh ấy cũng có gấu rồi đấy. Xin lỗi đằng đấy luôn, đây cũng đã đang yêu rồi. Ồ, thế là chúng ta cũng có người yêu à? Yêu quá chứ. Tay một cái nào. Đấy, con chim bé nhỏ nó lại gọi đây này. Alo, con chim bé nhỏ của anh đây à? Hót đi chim, hót đi chim. Alo, con chim bé nhỏ bị vặt lông của anh đấy. Con pitbull nhỏ bé của anh đấy à? Nói đi em. Nói đi. Alo, con đít đen bé nhỏ của anh đấy à? Chết rồi, không ai gọi. Này,
Các ông ấy đều có gấu, chị cũng có gấu đấy. Uầy, ăn không? Gấu mà để ăn á? Ui, trời gì miếng. Này nhưng mà chị cũng có gấu thật mà, chỉ có mình tay to, chỉ có mỗi mình em không có gấu thôi. Thế chắc bánh gấu là của em rồi. Đừng để những giây phút bên bạn bè bị căng thẳng mệt mỏi. Đã có trà xanh không độ, được làm từ những lá trà xanh Thái Nguyên, giữ nguyên tinh chất EGCG cùng vị chanh thanh mát, giúp bạn thật sự sảng khoái, dâng trào cảm hứng sáng tạo. Trà xanh không độ, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. 2, 5, 10, 12, 257, 258, 259, 200, 400, 400. Ôi, kiếp quá đi, hôm nay còn tập tạ nữa cơ đấy. À, tại vì tôi chuẩn bị đăng ký đi tập ở cái phòng gym sexy and so hot. Ủa, trước khi đi tập, tôi phải tập tành cho nó kỹ để đến phòng tập còn lấy le về các em. Tôi phải thể hiện được tinh thần chó sói đầu đàn. Thằng này nhét cho cả cái lù mồm dở. Tinh tướng này, ông có giỏi thì ông đọ tay cả tôi xem ai hơn ai nhá. Ôi, xin lỗi, thằng này hôm nay không rảnh nhá. Thằng này đang đầu tóc bóng lộn, áo quần mượt mà để chuẩn bị đi chơi với gấu đây này. Đi chơi với gấu. Thôi, mấy cái lý do này nó xưa rồi. Nói chung là cứ nói một câu dũng sĩ sợ lãng tử thì tôi tha cho đâu. Xin lỗi luôn, nếu chú thích thì anh chiều. Đạn ở đâu ấy, IS tấn công rồi, IS tấn công rồi. Anh ơi, tha cho em, giúp em, mẹ. Không phải, Ôi giời ơi. Tiếp, có cái tiếng điện thoại thôi mà đàn ông thanh niên cứng quá. Ôi giời. Chuông với cả điện thoại. Thanh niên cứng thì cứng nhưng mà tới đạn thì phải mềm. Yên lặng, tôi nghe điện thoại này. Giời. Alo. Alo. Có phải bé không? Bé cái gì mà bé? Tôi hơi bị to đấy nhá. Ôi thế không phải bé à? Ông là ai đấy? Suốt ngày gọi điện thế à? Ôi thế không phải bé mà cũng không phải thằng nhỏ. Thế thì anh cúp máy nhá. Chả hiểu. Má ơi, má đổi nhạc quá má ơi. Ờ, nhạc á? Vui mà chị. Rồi, dẹp. Phụ tôi cái tay cái. Em đi. Thì cứ phụ đi. Thực ra thì ông xuống đây đỡ chân cho tôi gặp bụng mấy cái. Ôi giời, ông nghĩ tôi rảnh lắm à? Thôi giúp một tí, mai tôi bao ăn trưa. Ăn trưa. Ok. Giữ hộ cái, anh em bạn bè chỉ có lúc này mới cần đến nhau này. Nào, lên mạnh nào. Từ cuối nào. Anh. Ơ, Trang. Vào đây bọn anh nhá. Ôi. Không như em nghĩ đâu. Đúng như em nghĩ đấy. Chính mắt tôi nhìn thấy mà anh còn chối à? Chối gì hả em? Giải thích với cô ấy là chúng mình không có gì đâu. Im bịt. Đồ khốn nạn. Đồ lừa đảo. Em chờ tôi này. Ở đây tập với tôi, đừng bỏ tôi cô đơn lắm. Ây da. Anh cô đơn quá. Ôi giời ơi. Ơn giời, em ở nhà đây rồi. Tự nhiên nay làm sao đấy? Chuyện là bạn gái anh đăng ký cuộc thi cặp đôi siêu quậy. Cặp đôi siêu quậy là kiểu gì ạ? Tức là một cái cuộc thi có nhiều phần. Và phần đầu tiên sẽ là khiêu vũ. Nếu qua được phần đầu chúng ta sẽ vào tiếp phần sau. Cày mỗi một cái là anh không biết nhảy. Thế sao nói với em làm gì? Anh muốn nhờ chú dạy anh nhảy. Ôi giời, anh ơi, em không có thời gian đâu. Hôm nay em phải đi chơi với cả Trang. Hôm qua chỉ vì Lão Nguyên phá mà em bị cô giận đấy. Thế bao giờ cậu đi chơi? Tầm 2 tiếng nữa. Ôi giời, 2 tiếng nữa thì thoải mái. Dạy anh đi nhá. Rồi ngày mai anh cho đi làm muộn. Ngày kia cũng đi làm muộn. Rồi
từ giờ cuối tuần đi làm muộn hết, được chưa? Cái gì được, ok. À bây giờ chú dạy anh nhảy điệu à cha 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 nhá. Ôi anh ơi, 2017 rồi ai cái tông nhảy cha cha cha. Bây giờ ấy sành điệu phải nhảy tango. Tango á? Ừ. Được, dạy anh luôn. Ok. À. Như nào? Khởi động xương khớp đã. Nào. Ưỡn mông ra. Ưỡn. Ôi. Ai à. Đây là gãy xương rồi. Rồi, ưỡn ra. Rồi. Nào, bây giờ bắt đầu này, động tác đầu tiên này. Đưa tay này, đưa tay. Ngồi đấy, dẻo lên, mông dẻo lên. Rồi, ngoáy đi, ngoáy lại lên. Đấy, 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 ngồi đó. Rồi. Coi như khởi động xong. Đấy, bao nhiêu xuống. Nào, bây giờ nhá, phần xoay cùng với chúng bạn. Nào, xoay, cứ xoay, xoay khi nào trong mặt. Đấy, xoay lên thôi này, xoay lên này. Đấy. Ngồi xoay đi. Xoay anh đi. Thấy như cái xoay. Này nó là ba lê hay sao ấy. Ôi cứ đá đi, đá lại lên. Đấy. Nào 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 nào. Nào nào. Okay. Rồi rồi. Đến phần cuối cùng, phần quan trọng nhất này. Quá khó thế. Là phần phần nhiều phần thế. Phần, như nào? Phần quan. Đây. Như nào? Quan trọng nhất này. Đầu tiên là tay. Đây. Rồi. Sắp vô. Ôi. Nào ra. Rồi, ngoáy đầu. Ôi rồi lên. Rồi, nào làm lại nào. Nào, bắt đầu. Đi về đâu cũng là thế mà. Yêu đậm sâu đây rồi chia xa, xa 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 rồi. Đã thôi 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 không nhung nhớ. Hey. Anh nhảy tốt chứ? Quá ok anh ơi. Anh cảm ơn nha. Anh làm gì đấy? Hôm qua thì như thế kia, hôm nay thì như thế này đây. Anh còn chối được không? Thật ra là anh... Anh còn chối được nữa không? Tôi ghê sợ anh ấy. Kìa, Trang ơi! Tất cả tại anh ấy. Tự nhiên vừa rồi anh bóp mông em làm gì? Thì anh định cảm ơn chú, trêu chú thế thôi. Thôi đi, anh không nói chuyện với anh nữa. Trang ơi, đợi anh! Này! Thế thì ai dạy anh nhảy tiếp? Dạ, anh ơi! Hôm qua em mới nhận được thông báo gói 1 tháng đã bị cancel rồi ạ. Can gì? Cancel là hủy, là bỏ đấy ạ. Thế bây giờ như nào? Thì bây giờ chỉ có gói 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc 10 năm thôi anh ạ. 3 tháng tức là... Là 12 triệu đấy anh ạ. 12 triệu á? Vâng ạ. Nhìn anh là một em biết anh đại gia rồi. Mà đại gia thì tiếc gì con lại con à anh? Đúng rồi đấy. 12 triệu là một số tiền cũng không nhỏ, cũng chẳng lớn. Nhưng mà 12 triệu 3 tháng, vừa tập lại vừa được chơi, nhìn cũng rẻ mà anh. Đúng rồi anh ạ, nhiều người đến chỗ em tập nhá, đăng ký 3 tháng, tập xong sướng quá, đăng ký 3 gói 10 năm liền. 3 gói 10 năm? Dạ vâng ạ. Thì bọn em cho anh đăng ký luôn, 3 tháng một gói. À với cả anh thanh toán bằng thẻ được không? Tại vì anh lại không có tiền lẻ. Được chưa anh? Chào mừng anh đã đến với Sexy and So Hot. Thế mới là sexy and so hot. Chào cậu Nguyên. Chào anh ạ. Tôi sẽ là hướng dẫn của cậu. Thế em Hương và em Hoa đâu ạ? Hai em đó là nhân viên sale. Từ giờ tôi sẽ là huấn luyện viên của cậu. Chào cậu. Lúc nãy mọi người có thấy cái bộ dạng một cười của tên Ba Đê kia không? Uầy, mà xuất sắc là Dũng nhá. Nhại trần đét luôn, bây giờ anh có thể nhại lại một lần để cho bọn em chiêm ngưỡng được không? Ok baby. One, two, three, let's go. Dẹp ra. Alo baby đây à? Tí nữa gặp nhau nhớ mang chai dầu ăn nè. Ok nè. À, được không? Được không? Cuối cùng thì tôi đã nhận ra giới tính thật của anh rồi nhá. Em ơi, chị Hương ạ! Từ nãy đừng bao giờ tìm gặp tôi nữa! Hạt rẻ mua ở đâu ấy? Ngon vãi! Ngay dưới công ty! Ây da! Anh Nguyên sao ấy? Mày biết? Anh sao đấy? Anh đau! Đau gì? Đau từ thể xác cho đến tâm hồn đấy này! Tóm lại là ông bị làm sao? Thì
tôi đang nâng cái lốp xong rồi bị cái tạ rơi vào đầu. Tôi nói rằng là lốp của em luôn, tạ của em Hoa khủng phết nhỉ. Đương nhiên cùng với hai người là cái chắc rồi. Ô, hai cái đứa không dưỡng kìa. Làm sao đây, làm sao đây? Ông bị tạ rơi vào đầu gì? Ừ. Tôi mất người yêu nữa này. Tất cả chỉ tại ông, tại đại ca cả, tại hai con cá sấu đáng ghét kìa kìa. Là cô ấy hiểu lầm tôi, bảo tôi là bị bên đê. Là tôi, cô ấy... Đại ca! À, còn cái gì? Okay. Anh! Đại ca có bị đánh à? Hôm nay vui nhở? Em tiên em bị trả đá anh rồi. Ôi giời ơi! Sao? Sao tự dưng lại bị em tiên trả đá? Em tưởng hôm nay hai người thi bước chảy siêu quậy gì đấy. Tất cả là tại nó. Anh đã bảo nó dạy anh điệu cha cha cha, nó cứ đòi dạy điệu tango. Mà rõ ràng hôm nay thi chủ đề là nhảy cha cha cha. Anh không biết nhảy, bọn anh bị loạn. Thế là cô ấy khiêu vũ lên mặt anh luôn thế này. Ôi giời. Anh đâu? An đời. Cảm ơn hai chú đã đồng cảm với anh. Ôi thế mà chuyện của anh tại sao hai chú khóc to thế? Bọn em khóc vào chuyện của em. Khóc chuyện của em, khóc của anh làm gì? Đúng rồi. Tinh tướng. Thế mà ngay đầu tập thì nào cái gì nhở? Vênh mặt lên nào thì đang tình yêu thăng hoa, đang có gấu, đang cao này, trào. Đây này. Chị còn bánh gấu đấy, ăn không? Ăn luôn. Từ một lần giữa vòng vai nhau sẽ đời làm sao? Đặt một lần trong tan niềm tin đi sẽ đời làm sao? Lúc mà chung đi tan cho ta sẽ đời.